cái mùi thì là này các bạn, cái mùi rau ngò ôm này, hành nó làm quyện thêm cái mùi hương thơm cái tô canh chua của mình đó các bạn. Nước canh chua mình nấu rất là trong luôn các bạn ơi. Đó, măng này các bạn. Mâm cơm ngày hôm nay cốt cách của mình là cá ngừ và măng các bạn, chấm với nước mắm ớt. Mình mời các bạn nha. Lại là cái câu cửa miệng của mình đấy các bạn, gọi là cái mâm cơm xuất sắc con bà Bảy luôn các bạn ơi. Phải gọi là số 1 đấy các bạn. Ăn ngon lắm các bạn ơi. Không biết là các bạn đã thử nấu cái món cá ngừ với em kho với măng và nấu chua cá ngừ kho với măng như thế này chưa các bạn nhỉ? Nếu các bạn nào mà chưa nấu, các bạn có xem được video của chị em mình đó, các bạn cứ thử một lần mà nấu đi các bạn ơi. Mình đảm bảo các bạn rất là ngon luôn đấy các bạn. Ăn phải gọi là tuyệt cú mèo. Mình phải thay đổi cái món cá ngừ thay vì mình cứ kho với khóm này, kho với nước dừa này, kho với thịt ba roi này. Một cái chảo mới đổ cái dầu mà mình chiên cá lúc nãy các bạn, để mình tao qua cái phần măng nha các bạn nhé. Xả vào ít này, hành củ này, măng vào nha các bạn. Nêm vào đây là 1 thìa rưỡi bột nêm, một ít muối, cho một xíu ớt. Mình xào sơ qua vậy được rồi nha các bạn, thì mình sẽ cho ít hành lá vô. Rồi mình nhắc xuống nha các bạn. Mình sử dụng cái chảo hồi nãy mình chiên sơ cá, mình cho cá vào nha các bạn. Mình sẽ ướp gia vị, hành xả gia vị vào, bột nêm thì vào trong cá nha các bạn. Mình sẽ nêm vào đây 2 thìa rưỡi bột nêm.
một ít muối, ít nước mắm, đường 2 thìa, nước màu 1 thìa rưỡi nha các bạn. Cho thêm một chén nước lọc các bạn. Mình cho thêm một ít hành lá. Bếp lên mình kho nha các bạn. Cá ngừ này mình kho cạn nước luôn nha các bạn. Để một xíu nước thôi. Để lửa trung bình mình kho nha các bạn nhé. Cái màu kho của cá ngừ mình có đẹp không các bạn? Mình cứ lấy nước kho mình tưới lên cái phần thịt cá như thế này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần măng lúc nãy mình xào sơ qua rồi vào cái phần cá ngừ mình nha các bạn. Mình cho ít hành lá vô nha các bạn. Cá ngừ mình kho măng đã chín rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp, rắc tiêu vào và nhắc xuống vô nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nấu canh chua nha các bạn. Cho vào mình phi cho vàng. Cho trái cà chua vào phi luôn nha các bạn. Mình dùng nước sôi mình nấu canh chua. Cá ngừ vào nha các bạn. Cho với mấy cái phần đầu, phần mang, phần đuôi mình nấu canh chua. Mình cho măng vô luôn. Mình cho vào đây là 2 thìa rưỡi bột nêm nha các bạn. Thìa rưỡi nước mắm. Ít muối. Canh chua của mình đợi nó sôi lên, mình hớt bọt. Nếu có bọt thì mình hớt, còn có thôi nha các bạn. Thì nó sôi lên cỡ 1-2 chào là mình sẽ tắt bếp, bỏ rau quém vô là dùng được rồi các bạn ơi. Canh chua mình nó sôi lên, nếu có bọt mình hớt bọt bỏ đi nha các bạn. Thì rau quém của mình là gồm có thì là ngò ôm và hành lá nha các bạn. Thì mình thắt ra mình bỏ vào cho nó thơm đó các bạn. Để sử dụng nước sôi mình luộc lau ra. Ít muối vào cho lau rang mà mình luộc nha các bạn. Lau rang mình luộc chín rồi nha các bạn, mình sẽ tắt bếp, vớt ra đĩa các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đã nấu xong một mâm cơm ăn rất là ngon rồi nha các bạn. Hôm nay món chủ đạo là cá ngừ và măng nha các bạn nhé. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Mình mời các bạn miếng nước đá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món canh mà mình nấu với măng chua nha các bạn nhé. Nước rất là trong này các bạn này. Cái nồi canh chua của mình nấu măng ngon không các bạn? Mình sẽ thử trước nha các bạn. Mình mời các bạn nhé. Nó chua thanh nhẹ lắm các bạn ơi. Gia vị thì nêm nếm vừa ăn. Cái tô canh chua này phải nói là tuyệt, tuyệt cú mèo luôn đấy các bạn. Các bạn cứ thử một lần mình nấu thử cái món cá ngừ nấu canh chua măng như thế này và cá ngừ kho măng như thế này xem coi các bạn. Ăn rất là ngon luôn đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử đến món cá ngừ kho với măng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cái miếng thịt cá ngừ nha các bạn. Cái món này là mình mới nghỉ ra tối qua, rất là hay luôn đó các bạn. Cá ngừ mình mua tươi lắm các bạn ơi. Và mình ăn với măng nha các bạn. Mời các bạn nha các bạn.
mình phải công nhận cái món cá ngừ mà kho với măng, cá ngừ nấu canh chua măng như thế này thật là tuyệt vời luôn đấy các bạn. Cái mùi cá ngừ ấy thì rất là dai, cá ngừ tươi ấy các bạn, kho kết hợp với măng như thế này ăn ngon lắm các bạn ơi. Cái một cái món mà mình mới nghĩ ra, mình muốn chia sẻ đến cho các bạn để cho các bạn nấu cho gia đình mình thưởng thức thử xem các bạn, tuyệt vời lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thưởng thức cái mâm cơm ngày hôm nay. Rau lang mình phải chấm với nước mắm ớt nha các bạn, tuyệt vời các bạn ơi. Một hôm nay một cái mâm cơm mà gọi là xuất sắc, mình mới nghĩ ra hay lắm các bạn. Lại là cái câu cửa miệng của mình đấy các bạn, gọi là cái mâm cơm xuất sắc con bà Bảy luôn các bạn ơi. Phải gọi là số 1 đấy các bạn, ăn ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chen nước canh chua vào với cơm nhé. Cái mùi thì là này các bạn, cái mùi rau ngò ôm này, hành, nó làm quyện thêm cái mùi hương thơm cái tô canh chua của mình đấy các bạn. Nước canh chua mình nấu rất là trong luôn các bạn ơi. Đó, măng này các bạn. Mâm cơm ngày hôm nay cốt cách của mình là cá ngừ và măng các bạn, chấm với nước mắm ớt. Mình mời các bạn nha. Bây giờ mình sẽ gắp cái mang cá ngừ nha các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Rưới nước mắm ớt lên cái phần mang này các bạn. Các bạn cũng sẽ thấy cái tô canh chua của mình, là mình thấy cái mình này với cái đuôi và cái phần mang. Chắc chắn các bạn sẽ hỏi sao không lấy cái phần mình ăn cho nó ngon. Nhưng mà mình á, cái cá ngừ mình thích nhất là cái phần đầu và cái phần mang ấy các bạn ơi. Cái phần đầu với phần mang là gọi là tuyệt cú mèo luôn đấy các bạn. Hôm nay mình mua cái con cá ngừ ấy các bạn, ở chợ Nam Bình của cái bạn Hạnh ấy, còn phải gọi là xuất sắc luôn đấy các bạn. Cá ngừ tươi, dai, thịt dai, nấu chua và kho với măng như thế này tuyệt cú mèo luôn đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần mang á. Nó có xương các bạn, mút mút ngon lắm các bạn. Các bạn thông cảm cho phép mình ăn cái phần mang, cái xương cá mình dùng tay nha các bạn nhé. Ngon quá các bạn ơi. Nước canh chua thì thanh, chua chua, ngon. Mình sẽ đặt cái chén nước mắm lên cái dĩa rau nha các bạn, để cho em gái mình quay á, cho nó cảnh đẹp hơn nha các bạn. Nhìn cái chén nước mắm là mình thưởng thức cái tô canh chua này, rau lang này, tuyệt lắm các bạn ơi. Mình đặt như vậy nhưng mà mình chấm cái phần rau lang này, cái cá này nó mới tuyệt mỹ các bạn ơi. Đó. Nhìn thấy cái chén nước mắm ớt là mình đã mê rồi. Chấm với mắm ớt. Ngon quá các bạn ơi. Không biết là các bạn đã thử nấu cái món cá ngừ với kho với măng và nấu chua cá ngừ kho với măng như thế này chưa các bạn nhỉ? Nếu các bạn nào mà chưa nấu, các bạn có xem được video của chị em mình đó, các bạn cứ thử một lần mà nấu đi các bạn ơi. Mình đảm bảo các bạn rất là ngon luôn đấy các bạn. Ăn phải gọi là tuyệt cú mèo. Mình phải thay đổi cái món cá ngừ, thay vì mình cứ kho với khóm này, kho với nước dừa này, kho với thịt ba rọi các bạn nhé. Hôm nay khí trời ở Vũng Tàu á các bạn, nó cũng có thoang thoảng gió, cũng mát mát đấy các bạn, dễ chịu lắm các bạn ơi. Mình mời các bạn nhé. Măng rồi các bạn. Cái phần măng đó các bạn, mình sơ chế, mình xào qua, mình kho với cá ngừ ngon lắm các bạn ơi. Thơm mà nó ngon tuyệt vời đó các bạn. Các bạn ơi, mình cũng xem tin tức đó các bạn,
thì cũng có nơi các bạn, có nhiều nơi lên tới 37 độ 38 độ, rất là nóng luôn đấy các bạn ơi. Mùa hè đến á, có những bạn nào mà làm ở công việc ở ngoài trời á thì các bạn lưu ý giữ gìn sức khỏe nha các bạn nhé, tại vì khí trời thì nắng nóng nên nó sẽ làm cho cơ thể mình sẽ mệt đấy các bạn. Mùa nóng á các bạn, mình nấu được cái món cơm như thế này cũng gọi là tuyệt vời luôn đấy các bạn, ngon lắm các bạn ơi. Cái thịt con cá các bạn nhìn nó dai gì đâu á, các bạn nhìn thấy mình gẹn thịt mà nó dai, nó ra cái sớ sớ luôn đấy các bạn, tuyệt vời gì đâu á các bạn ơi. Cái này là cá tươi luôn đấy các bạn ơi. Mình mua con cá này phải gọi là 2,4 kg á các bạn, to mà các bạn, bằng cái bắp chân của mình luôn á. Bây giờ mình chấm cái nước mắm ớt này, trời ơi còn gì mà bằng nữa các bạn. Bỏ miếng cơm vàng này các bạn, thịt con cá à các bạn, dai mà nó theo sớ này. Quá tuyệt vời các bạn. Mình sẽ hút miếng canh cho nó mát. Các bạn thấy nước canh chua mình nấu không? Rất là trong luôn đấy các bạn. Miếng măng các bạn ơi. Đó. Ngon chưa các bạn ạ? Cầm cái chén canh hút vậy nó mới sướng các bạn ơi. Nó chua chua thanh thanh mà nó ngon. Hút vào mà nó tỉnh người các bạn. Hôm nay mình nấu một bữa cơm thật là thanh đạm luôn đấy các bạn ạ. Mình mời các bạn miếng nước nhé. Ngon quá. Các bạn ơi, mình đã dùng xong cái chén cơm do mà mình nấu rất là ngon rồi nha các bạn. Một hôm nay một cái bữa cơm mà phải gọi là thanh đạm, ngon lắm các bạn ơi, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây để cho em gái mình vào thưởng thức cùng với mâm cơm thật là ngon với mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã dành ít phút thời gian theo dõi hết clip ngày hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn nấu một cái mâm cơm mà đặc sắc như thế này nha các bạn. Đó là cá ngừ mà kho với măng, cá ngừ nấu canh chua với măng các bạn ơi, tuyệt vời lắm các bạn ơi. Cộng thêm một cái phần là món rau lang luộc chấm với nước mắm ớt, tuyệt vời nữa nha các bạn. Các bạn có thích cái mâm cơm ngày hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn thì các bạn cho chị em mình một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe, giữ gìn sức khỏe trong cái thời tiết mùa hè như thế này nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip ngày mai. Bye bye.